Nếu các bạn đang có nhu cầu mua vàng, mua ngọc hay là mua nick thì các bạn có thể truy cập ngay azgame.vn nhé. Mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả ấy. Trên shop có một kho vàng không bao giờ hết. Ở đây này. Đó, mua vàng ở đây nhá, mua ngọc ở đây. Và một kho nick với hơn 576.000 tài khoản, đủ mọi thể loại cho bạn lựa chọn nhá. Ok, và xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ đi mở skin 4 cho Elikid nhá. Đây, mình đã úp nó lên 19 tỷ 6 rồi. Và thực ra cái skin 4 nó cũng chẳng quyết định gì đến vận mệnh của đệ tử đâu. Nên là theo mình nghĩ thì mở ra skin gì cũng được. Đó. Nhưng mà nếu mà mở ra skin cùi là khai tử luôn, không phải suy nghĩ gì cả đúng không? Ok, mình sẽ mua một cái bùa 8 giờ nhá. Đó. À ừ nhỉ. Quên. Mình sẽ tặng cho nó 60 ngọc. Đây. This kit. Đây, mình tặng cho nó 60 ngọc để còn đi úp chứ. Mình quên mất là mình hết ngọc rồi các bạn ạ. 8 giờ. Đâu nhỉ? Nói chung là cái skin mà gọi là quyết định về vận mệnh của đệ tử là skin 2 và skin 3 đây. Skin 4 thì chả quan trọng gì đâu, bởi vì khi mà các bạn lên được 20 tỷ rồi thì đệ tử chỉ để hợp thể thôi, chứ không úp cũng chả được gì đâu mà. Bởi vì nếu mà các bạn có khiên hay có khỉ hay là có đẻ trứng đi nữa thì úp đệ vẫn nó vẫn hỗ trợ cho bạn trong cái việc úp đệ ấy. Nói chung là cái nào cũng ngon hết. Mỗi cái khiên là đi úp hơi cùi đây. Ok. Nếu các bạn thấy clip của mình hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ cố gắng úp trong từ giờ đến 4 giờ sáng mình sẽ mở luôn. Ôi thế mày, Calix đâu? Mình tưởng nó phải ở đẹp thì mình sẽ úp ở sen 4 nhá. Bởi vì mình thấy bên sen 5, sen 6 toàn mấy bọn úp cao su kỳ bí với cái úp vàng. Để hiểu nó đã chạy ra từ bên đấy rồi. Úp sen 5 thì được bao nhiêu vàng đâu? Đây, mình sẽ chỉnh tốc độ chạy là 1 đi. Đó. Các bạn đứng sao cho cái chân của bạn một chân thò bên trong, một chân thò ra bên ngoài ấy. Rồi khóa vị trí lại. Sau đó mình sẽ bật skin 4 để cho nó auto dùng khiên ý. Để nếu mà nó dùng auto dùng khiên ý thì các bạn sẽ hết năng lượng liên tục. Và khi đó các bạn sẽ không bị búp độ xịt. Thì kèm theo đó là các bạn sẽ không bị mất kết nối nữa. À, 4 giờ sáng mới quay lại nhá. Ok, và bây giờ sẽ là cái khoảnh khắc mà chúng ta nên khai tử hay là tiếp tục hồi sinh Elikid nhá. Ok, và cái skin mình muốn nhất đó là khỉ, nên là mình quyết định là mình sẽ mang qua núi khỉ để mình mở. Hy vọng là mình sẽ được skin khỉ nha các bạn nhá. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like đấy. Đấy. Mệnh mình là mệnh kim nên là mình sẽ mang qua núi khỉ vàng để mình mở. Nhưng mà căn bản là nó hơi khoai bởi vì bọn Namek nỗ vàng đấy nhiều lắm. Nên là thôi kệ, không sao. Cố gắng tranh của bọn đấy cũng được. Có gì úp siêu quái, không sao cả. Đây. Còn có 200.000 nữa thôi, mình phải cố gắng lên. Ui giời. Không có ai úp vàng à bạn? Sắp ra chưa? 99 rồi, một con nữa thôi. Lần đầu tiên mình thấy mẹ núi khỉ không ai úp vàng à? Ui. Mẹ chuyện lạ. Chuyện lạ thật các bạn ạ. Mở ra gì đây? Ôi thế thì mẹ nó đẻ trứng mẹ ra. Mình còn chưa kịp xem nó ra. Con đệ tử nó đẻ trứng mẹ rồi. Trời ơi, tại sao lại là đẻ trứng? Mình muốn khỉ cơ mà. Rồi, quyết định là khai tử. Đéo chơi nữa. Ôi, thực ra là mình đùa đấy. Căn bản là bây giờ mình còn không có đủ kinh tế để duy trì nó nữa ấy. Nên là mình quyết định là sẽ tạm ngừng chơi để tập trung qua cái server 8 nhá. Bởi vì cái Elikid bây giờ nó cũng chán rồi, thỉnh thoảng thì mang qua nghịch một tí thôi, chứ để mà chơi thì không thể, bởi vì mình không có đủ kinh tế để duy trì nó nữa ấy. Đó, đồ vẫn để đây, thỉnh thoảng vào nghịch nhá. Thôi thì chắc là clip mình sẽ tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like nhá. À đúng rồi, mình sẽ chuyển ít vàng qua đổi nội tại một tí để xem nội tại tiếp theo là đổi được cái gì. 40 triệu vàng đi, đợi mình tí nhá. Đây, chúng ta có 40 triệu, nói chung là mở một lần rồi nhá.
Tiền thì không có, cứ thích mở nhiều. Ờ, gì đây? Pew. Đẹp. Đen như chó. Thôi, tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sắp tới. Bye bye.